Hello anh em nhé, à, rất vui khi anh em lại quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. thì hôm nay mình uh, sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo một cái tài khoản Samsung Account cho mọi người nhé. thì cái tài khoản Samsung Account này mình uh, cũng nhiều các bạn hỏi nha, là cái tài khoản Samsung Account này nó là cái gì thì mình cũng xin phép là nói đôi qua về cái nét của cái tài khoản Samsung A cao nhé mọi người nhé. thì khi mà chúng ta có tài khoản Samsung A cao thì chúng ta được rất nhiều cái tiện ích từ chiếc điện thoại Samsung của chúng ta hoặc là chúng ta có thể đặt hàng miễn phí ở Samsung này. ví dụ đơn giản như vậy hoặc là các bạn có thể lưu trữ hay là những cái dữ liệu ở trên điện thoại của bạn là đều lưu trữ ở trên Samsung A cao nhé. nghĩ đơn giản thôi là ví dụ như là nó như cái tài khoản iCloud đấy các bạn ạ đấy thì việc đầu tiên các bạn muốn tạo cái tài khoản Samsung Account này các bạn cần chuẩn bị một cái gmail cho mình nhé rồi OK bây giờ chúng ta sẽ vào cái chôm ở trên điện thoại di động và chúng ta sẽ gõ thanh tìm kiếm là Samsung từ khóa là Samsung Account nhé mọi người nhé để vào trang chủ để chúng ta tạo tài khoản rồi OK đây thế thì vào đây nó như này thì ở ngay cái phần trang chủ của Samsung Account này nó đã có phần tạo tài khoản rồi nhé mọi người nhé chúng ta chỉ cần ấn vào tạo tài khoản thôi rồi ok các bạn ấn vào cái tôi đồng ý với tất cả nội dung ở trên nhé mọi người nhé rồi ở đây thì Samsung đòi chúng ta một cái gmail cái gmail là gmail của tài khoản Google để mọi người rồi ok sau khi các bạn điền mật khẩu ok rồi thì chúng ta sẽ ghi họ và tên nhé rồi tiếp theo là ngày tháng năm sinh này mọi người rồi chúng ta sẽ ấn vào tiếp tục ở đây thì sẽ có một cái mã xác minh nó gửi về cái gmail của các bạn nhé các bạn uh, truy cập đến cái hộp thư đến của gmail nhé mọi người nhé đây mọi người thì chúng ta sẽ truy cập vào cái email của chúng ta nhé và đây samsung cao sẽ gửi cho chúng ta một cái mã xác thực này mọi người này đây là cái mã pin này mọi người thì chúng ta sẽ lưu cái mã pin này lại rồi và chúng ta trở về cái trên trang chủ của A. Cao chúng ta sẽ dán cái mã pin vào đây rồi và chúng ta ấn tiếp tục rồi OK vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước đầu tiên là tạo cái tài khoản của Samsung A. Cao nhé và chúng ta hoàn tất rồi đây là sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn đây này mọi người đấy và chúng ta sẽ vào phần thiết lập đây là cái số điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé thiết lập này mọi người này ở đây thì nó sẽ gửi một cái mã nữa về cái số điện thoại nhé mọi người nhé chứ không phải gmail của chúng ta không đâu à, chúng ta sẽ bảo vệ là hai lớp nha mọi người thì chúng ta sẽ đợi cái tin nhắn về số điện thoại nha mọi người nhé đây mọi người đợi một lúc lâu thì Samsung đã gửi về cho mình cái mã xác thực nhé mọi người nhé và mọi người sẽ điền cái mã này vào cái chỗ xác minh cho mình nhé và chúng ta sẽ xác thực cái tài khoản của chúng ta ở trong đây thì nó có những cái mã dự phòng này mọi người thì những cái mã này các bạn có thể lưu lại về chiếc điện thoại của chúng ta nhé để khi chúng ta có thể sử dụng trong cái trường hợp là mất điện thoại hay là những cái trường hợp như chúng ta đặt hàng chúng ta cũng có thể kiểm tra được nha mọi người nhé rồi chúng ta sẽ kéo xuống và chịu hoàn tất Oh, ok Vậy là chúng ta đã tạo xong một cái tài khoản Samsung ơ cao thì cái tài khoản này chúng ta nên là xác thực cái danh tính của chúng ta 100% là chính xác nhé mọi người nhé Bởi vì ví dụ như là những cái gian hàng của Samsung đấy sau này chúng ta đặt hàng hay là mọi thứ ở trên Samsung ơ cao ấy thì uh, tất cả là được liên hệ với cả chúng ta qua cái số điện thoại và qua cái email của chúng ta đăng ký trên này nhé mọi người nhé những cái đơn đặt hàng kiểu như đặt hàng online đấy mọi người đây mình sẽ đăng nhập vào và những cái đơn hàng của chúng ta trên đây gian hàng của Samsung thì chúng ta đều có thể đặt hàng được nha mọi người nhé. thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người là làm thế nào để đăng ký cái tài khoản Samsung ở cao và chúng ta đặt hàng Samsung online ở trên mạng nhé mọi người nhé. thì mọi người thấy video của mình chia sẻ hay và hữu ích thì cho mình một like một đăng ký nhé và chia sẻ video này để cho mọi người cùng biết cách làm nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé mọi người nhé.